là trận đấu giữa Hà Nội và Thành Công Viettel. Thôi tôi sẽ nhận định về trận đấu giữa Hà Nội và Thành Công Viettel vào lúc 19h15 ngày 9 tháng 5 trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2023-24. Tôi sẽ phân tích về lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ hiện tại của hai đội. Về phong độ hiện tại của hai đội thì câu lạc bộ Hà Nội đã bỏ lại khá xa trong cuộc đua vô địch, nhưng tấm huy chương đồng vẫn nằm trong tay của họ. Còn Thành Công Viettel chẳng thể mộng mơ hão huyền khi họ đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Và thất vọng từ hai là hai từ mà người ta có thể nói về Thành Công Viettel trong cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 16. Các học trò của huấn luyện viên Lê Đức Thắng đã bất ngờ trước chiếc xe bíp mà đối thủ dựng trước khung thành. Họ cũng không có nhiều giải pháp tấn công sau khi Henry Que dính chấn thương trước đôi đá khá rát của Hoàng Anh Gia Lai. Trận thua ngay trên sân Hàng Đẫy đã đẩy Thành Công Viettel xuống thứ 12 trên 14 đội chỉ với 17 điểm. Thứ hạng trên thật là khó nói với một đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Viettel. Vòng đấu trước, Hà Nội cũng gây thất vọng khi để Sông Lam Nghệ An cầm hòa một đều. Mặc dù Tuấn Hải đã mở điểm trên sân Vinh, đội bóng thủ đô đang xếp thứ 6 trên 14 đội trước vòng 17 này. Câu lạc bộ Hà Nội vẫn còn cơ hội giành huy chương đồng khi thua đội thứ ba là Công an Hà Nội 5 điểm. Nói như vậy là thấy cả Hà Nội và Thành Công Viettel vẫn có những mục đích riêng, dù tính chất rất khác nhau. Cuộc đại chiến giữa hai đội bóng thủ đô dù không có sự cộng hưởng về mặt phong độ, nhưng nó vẫn hấp dẫn khi đôi bên đều muốn 3 điểm và cả danh dự. Nếu nhìn từ trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cần có thêm giải pháp xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ. Tất nhiên, Hà Nội là đội bóng chơi phóng khoáng, từ thủ như Hoàng Gia Lai, thậm chí Hà Nội có thể là đội bóng chủ động tấn công trước Thành Công Viettel. Và trong bối cảnh hiện tại, thật khó đoán bất kỳ điều gì về trận đấu này. Và cả hai bên đang có đội hình mạnh nhất. Đội hình dự kiến ra sân giữa Hà Nội và Thành Công Viettel. Hà Nội ra sân dự kiến với đội hình gồm Văn Chuẩn, Duy Mạnh, Đình Hải, Văn Tùng, Xuân Mạnh, Thành Trung, Hùng Dũng, Phôn Tim, Elveton, Văn Trường và Tuấn Hải. Thành Công Viettel dự định ra sân với đội hình gồm Thế Tài, Thanh Bình, Tiến Dũng, Zaha, Văn Khang, Tuấn Tài, Đức Chiến, Hoàng Đức, Zabero, Tiến Anh và Hen.